biết bắp. Cậu sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cái gì? Cho tớ xuống ngay lập tức đi. Ok bạn hiền. Tớ sẽ đánh xuống cậu. Hãy hứa không bao giờ làm vậy nữa. Luminescence giới thiệu: lần này chúng ta sẽ vận chuyển một em bé đến trong một ứng viên chủ tịch hiệp hội rừng Hoa Kỳ. Ở khu rừng của chúng ta chỉ có bậc phụ huynh mới có thể tranh cử chức chủ tịch. Ông John đâu đâu không có con cái gì hết. Tới kỳ bầu cử sẽ có thôi. Kẻ nào đó cần bắt cóc đứa bé và đem lên đây cho ta. Em bé đâu rồi? Nữa hả trời? Tớ phải làm gì với đứa bé này đây chứ? Chúng ta sẽ lên đường và sau đó thì sẽ giao bé gấu này tới Mỹ. Tới lúc bắt đầu hành trình rồi. Mau dậy đã mau. Năm nay. Được rồi anh bạn, chuẩn bị về nhà chưa? Chuẩn bị bắt chúng. Chuẩn bị gia chạm nha. Đi thôi. Từ giờ trở đi tôi chỉ bay hạng thương gia thôi. Chuyến đi nhớ đời. Ngươi cùng bọn linh cẩu sẽ đi qua thung lũng và dặn chúng trên mặt đất cho ta. Sẽ tiếp diễn. Chúng ta không thể phí thời gian. Chúng đây rồi, bắt chúng cho ta. Ngươi quên rằng ngươi đang đối phó với con cò đưa thư giỏi nhất trên đời. Chuyến đi nhớ đời, tiểu đội gấu bay. Ta là pháp sư gấu trúc. Đây là đũa thần của ta. Và giờ đây ta sẽ cho các ngươi thấy phép thuật của ta. Khởi chiếu tại rạp ngày 23 tháng 12 năm 2022.